Thưa quý vị, trong phần trao đổi chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trương Hiền Phương là giám đốc công ty chứng khoán KIS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh, là tuần giao dịch vừa qua là một cái tuần biến động của chỉ số VN-Index và áp lực bán tháo đã xuất hiện, nhưng sau thì thị trường đã dần hồi phục trở lại. Vậy thì đánh giá của anh về cái thị trường tuần vừa rồi như thế nào? Tôi nghĩ tuần vừa rồi là cái tuần mà chúng ta đón nhận một số các cái thông tin nó có tính tiêu cực. Từ thế giới cho đến một số các cái thông tin mang tính là trong nước. Ví dụ như thế giới thì chúng ta thấy là có thể cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tác động xấu đến cái nền kinh tế thế giới chung, và nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái quốc gia có cái sự liên kết giữa hai cái nước đó, ví dụ như Việt Nam. Thì nó có ảnh hưởng. Thứ hai nữa là cái khả năng mà Mỹ và một số các cái liên minh sẽ tấn công Syria rất là cao, dẫn đến là các nhà đầu tư người ta cũng lo ngại. Cái đó, điều đó làm cho nhà đầu tư người ta cũng hạn chế giao dịch. Và cuối cùng nữa thì đối với thông tin trong nước thì cũng có một vài cái ý kiến đưa ra rằng là giá thị trường hiện nay của các cổ phiếu là đang ở cái vùng cao và nó có chứa đựng rủi ro. Dẫn đến là các nhà đầu tư người ta cũng thận trọng và người ta chọn cái giải pháp bán nhiều hơn, do đó thị trường nó đã bắt đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, với cái góc nhìn của tôi thì tôi nghĩ cái thông tin nó thẩm thấu vào làm cho người ta lo sợ nhất thời, và cái việc điều chỉnh này nó chỉ mang tính kỹ thuật là nhiều. Vì nhìn chung thì toàn bộ cái tổng quan của nền kinh tế Việt Nam vẫn đang rất là tốt và đang có cái khuynh hướng ngày càng tốt hơn trong tương lai. Vì vậy tôi nghĩ thị trường sẽ sớm hồi phục trong thời gian sắp tới. Và với cái diễn biến rung lắc của thị trường hiện tại thì anh nhận định như thế nào về cái tình trạng ký quỹ margin hiện nay? Tôi nghĩ cái hoạt động giao dịch ký quỹ thì nó là một cái, chúng ta phải nhìn ở một cái góc độ là nó luôn luôn hiện hữu. Tùy từng thời điểm thì có thể cái giao dịch ký quỹ nó sẽ tăng cao. Cái mức giao dịch ký quỹ nó tăng cao và cái dư nợ margin trên toàn thị trường, trên toàn hệ thống nó cũng cao. Nhưng các nhà đầu tư hiện nay thì đa phần là bây giờ họ cũng đều là những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm và họ cũng đã trải qua rất là nhiều cái vấn đề là lợi nhuận hoặc là thua lỗ. Cho nên là họ cũng sử dụng cái đòn bẩy tài chính một cách cẩn trọng hơn và nó có tính chuyên nghiệp hơn. Có nghĩa là họ sẽ vận dụng cái đòn bẩy tài chính cao ở những cái thời điểm mà họ cảm thấy thích hợp và có cái khả năng sinh lời cao. Còn khi thị trường không còn thuận lợi nữa thì họ cũng sẽ nhanh chóng họ cắt giảm cái việc sử dụng margin. Cho nên là tôi nghĩ cái tỷ lệ sử dụng margin hiện nay trên thị trường là một điều không đáng lo ngại, vì các nhà đầu tư họ sẽ biết cách họ tự điều tiết cái vấn đề đó. Và chúng ta sẽ sớm thấy những cái việc đó, khi mà thị trường không thuận lợi là lập tức nhà đầu tư họ sẽ bán ngay để họ giảm cái tỷ lệ margin, cộng thêm cái việc có thể dẫn đến bán giải chấp từ một số các công ty chứng khoán do thị trường sụt giảm mạnh, thì cái lượng margin nó sẽ được điều tiết ngay lập tức. Cho nên tôi nghĩ là vấn đề margin là vấn đề không đáng lo trong giai đoạn hiện nay. Và trên thị trường hiện tại thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu blue chips thì đang phân hóa rất là mạnh mẽ. Thế vậy thì theo anh cái việc đầu tư vào các cái cổ phiếu blue chips trong thời điểm hiện tại nó sẽ như nào? Blue chip thì vẫn mãi là blue chip. Những cái cổ phiếu đã được định danh là cổ phiếu blue chip thì nó là những cổ phiếu lớn, cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, mà mình hay nói một cách ngắn gọn đó là những cái cổ phiếu thương hiệu. Vì vậy trong cái giai đoạn vừa qua thì khi dòng tiền tìm đến đầu tư thì rõ ràng là dòng tiền họ cũng nhắm vào những cái cổ phiếu tốt họ đầu tư trước. Thì tới một cái giai đoạn tăng trưởng cao như vậy thì rõ ràng nhà đầu tư họ có khuynh hướng chốt lời, và một số nhà đầu tư mới thì họ có khuynh hướng họ thận trọng hơn. Tuy nhiên khi cái nhịp điều chỉnh nó đã qua thì tôi nghĩ là các cái cổ phiếu blue chip thì cái giá nó cũng sẽ đến trở về với cái vùng giá hấp dẫn và hợp lý để đầu tư cho cái trung và dài hạn sắp tới. Cho nên tôi nghĩ là sau cái nhịp điều chỉnh này thì các cái cổ phiếu blue chip vẫn là những cái cổ phiếu chính mà cái dòng tiền sẽ hướng đến, và nó sẽ là một trong những cái cổ phiếu tiếp tục dẫn dắt cái index trong cái giai đoạn sắp tới. Và đối với cái thời điểm thị trường diễn biến như hiện tại thì anh có những cái khuyến nghị gì cho các nhà đầu tư của chúng ta hay không ạ? Tôi nghĩ đối với nhà đầu tư thì điều cần thiết nhất trong không những trong giai đoạn hiện nay mà trong cả suốt cái quá trình đầu tư của mình, đó là cái sự bình tĩnh.
Có nghĩa là cho dù bất cứ thông tin là tiêu cực hay là tích cực có được đến vào thị trường thì mình cũng thứ nhất mình đón nhận nó với một cái trạng thái bình tĩnh, và sau đó là mình bình tĩnh mình phân tích xem liệu cái thông tin này cái hệ quả tác động nó sẽ dẫn đến như thế nào. Nếu có là tích cực thì nó sẽ tích cực trong khoảng thời gian bao lâu và mình sẽ tận dụng cái cơ hội tích cực đó như thế nào. Còn nếu đó là cái thông tin mà có thể dẫn đến những cái vấn đề tiêu cực thì liệu cái tiêu cực này nó sẽ là ngắn hạn hay nó sẽ là dài hạn. Và nếu nó là ngắn hạn hay dài hạn thì mình sẽ có những cái kế hoạch hay những cái chiến lược để mình ứng phó với cái vấn đề tiêu cực này như thế nào. Đặc biệt nên tránh cái tâm lý hoang mang, hoảng sợ một cách vô thức. Có nghĩa là mình cảm thấy mình lo lắng một cách rất là vu vơ. Và mình sẽ đi theo đám đông. Trong lúc đám đông hoảng loạn thì mình cũng hoảng loạn theo. Thì cái điều này cực kỳ nguy hiểm. Nhà đầu tư sẽ dễ bị thiệt hại hay là sẽ dễ bị mất phương hướng trong cái chiến lược đầu tư của mình bởi những cái quyết định mà nó thiếu đi cái sự bình tĩnh. Vì vậy tôi xin chia sẻ là ngay cả trong những cái lúc mà thông tin tiêu cực thì nó cũng chính là những cái cơ hội, chứ nó không phải là vấn đề thông tin không tốt thì nó chỉ mang tính cái kết quả xấu. Mà ngay cả thông tin tiêu cực thì đó cũng chính là lúc mà nhà đầu tư có được những cái cơ hội để có thể mua vào những cổ phiếu tốt với những cái vùng giá hợp lý hay thậm chí là những cái vùng giá có thể là rẻ so với mặt bằng chung. Và tới khi cái thông tin tiêu cực đó nó dần được ổn định và thậm chí là nó bị lãng quên bởi những cái thông tin tích cực khác bổ sung hay là nó tan biến theo một cái yếu tố nào đó, thì cái cơ hội mà những nhà đầu tư đã nắm bắt được vào lúc cái thị trường đang không tốt, đang không thuận lợi thì nó sẽ giúp cho nhà đầu tư sinh lợi nhiều hơn ngay cả những lúc mà thị trường đang có nhiều thông tin tích cực. Vì vậy tôi nghĩ nhà đầu tư cách tốt nhất là bình tĩnh và mình đón nhận thông tin và mình xử lý thông tin nó thì sẽ là có hướng lợi nhất cho nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Xin cảm ơn những thông tin anh vừa chia sẻ và hy vọng rằng là các thông tin này thì đã hữu ích cho các nhà đầu tư của chúng ta trước khi đưa ra những cái quyết định trên thị trường. Cảm ơn Thu Hiền.